Ở phía online có ai có ý kiến không? Ai có ý kiến không ạ? Cái này mới thực sự Dạ, là tức là câu hỏi là gì? lần Học phải làm gì ạ? sao ạ? Mời các bạn vào đi. Đầu phía online cho nói to lên hộ cô được không? Alo. Alo ạ. Ừ, em nói đi. Vâng, theo em thì học theo cái triết lý giáo dục của UNESCO thì học là học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình và học để cùng nhau chung sống ạ. Tại sao mọi người cười? Tôi thấy đúng quá mà. Bạn ấy rất là thuộc cái triết lý học của UNESCO. Đấy. Mấy cái trụ cột học của UNESCO đấy ạ. Em có phải làm cho UNESCO Dạ không ạ. cảm ơn em, tôi hỏi vui như vậy thôi. Chứ cái trụ cột học của UNESCO thì rất rất là nhiều người biết. Đấy, học để biết, học để làm, học để chung sống, học để hiểu nhau hơn, vân vân. Thì chúng ta đến với việc học ấy vì rất là nhiều các lý do khác nhau. Tôi nghĩ là chắc là các bạn ngại ngùng, các bạn không chia sẻ thôi. Chứ cái mà sát sườn với chúng ta nhất ở đây ấy, học để kiếm sống, học để có mức lương cao hơn, đúng không ạ? Không biết là có nghĩ thế không? Và người Việt Nam là một trong số những dân tộc mà hiếu học nhất trên thế giới. Phải nói là như vậy ạ, rất hiếu học luôn, học sáng, học chiều, học trưa, học tối, học thứ bảy chủ nhật, lúc nào cũng đi học, lúc nào cũng đi học. Đấy, chúng ta đang học tối đấy, cả ngày làm cực kỳ vất vả rồi, hết cả sức lực rồi, tối vẫn cố gắng đi học. Thế thì học để làm gì? Đấy ạ, học để làm gì? Thì đấy là lý do mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi với những người mà xây dựng các chương trình đào tạo hoặc là làm trong nghề giáo dục ấy, thì chúng tôi cũng phải tìm hiểu xem có một bạn ngồi đây nếu được cho chúng tôi biết xem mục đích học của các bạn là gì, hoặc ít ra với cái môn học mà chúng ta sẽ làm việc với nhau trong 11 buổi tối thì các bạn có kỳ vọng cái gì đó hay không nhá, các bạn có kỳ vọng cái gì đó hay không mời em. Thì đây là một trong những môn học được gọi là mới của Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế. Bình thường chúng tôi là đơn vị chuyên môn thì phải đến năm thứ ba, năm thứ tư chúng tôi mới làm việc với các bạn ở các môn chuyên ngành. Nhưng do cái việc là chúng tôi muốn đến gần với người học hơn cho nên là 3 năm trở lại đây thì chúng tôi đã đưa cái môn học mới này vào trong chương trình, cho nên là chúng tôi gặp các bạn sớm hơn so với bình thường là như vậy, sớm hơn so với bình thường như vậy. Và chính vì thế thì chúng tôi cũng muốn rằng là định hướng các bạn rõ hơn trong cái con đường nghề nghiệp của các bạn. Đấy là mục đích rất là lớn, và chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ không thể đúng được hết với chúng ta ngồi đây. Nhưng hy vọng bạn qua môn học này thì các bạn sẽ có một cái bức tranh toàn cảnh trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại là như thế nào, nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại là như thế nào. Rồi các bạn sẽ có thể tích lũy được một số cái kỹ năng, và những kỹ năng đấy thì các thầy cô của chúng tôi sẽ truyền đạt cho các bạn, sẽ trao đổi với các bạn, sẽ hướng dẫn cho các bạn trong 11 buổi tới. Rồi có những cái khái niệm rất là mới mà có thể các bạn nghe đâu đó rồi nhưng các bạn cũng chưa nhập tâm để các bạn tìm hiểu, đấy là công dân tích cực là như thế nào, active citizen là như thế nào. Thì những cái đó các thầy cô cũng sẽ trao đổi cho các bạn. Thì riêng cái phần AC, phần active citizen đấy ạ, phần công dân tích cực ấy, là cái chương trình đấy là chương trình không phải chúng tôi tự nghĩ ra đâu ạ, mà chúng tôi tham khảo từ Hội đồng Anh, British Council, từ Hội đồng Anh. Thì cái chương trình đấy nếu như các bạn lên cái trang của Hội đồng Anh thì các bạn có thể tìm được ít nhiều thông tin, nhưng mà cái chương trình của nó thì khá là dài và chúng tôi đang cô đọng lại có 2 buổi nói về active citizen. Thì các bạn thử khám phá xem nó là cái gì. Thế thì Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế là đơn vị phụ trách chuyên môn của các bạn, tức là khi nào mà các bạn làm tốt nghiệp ấy thì chắc chắn là các bạn phải gặp chúng tôi ở trong học phần tốt nghiệp nhá. Học phần thực tập giữa khóa các bạn cũng sẽ gặp chúng tôi nhiều hơn, các thầy cô ở trong viện sẽ hướng dẫn các bạn đi thực tập, rồi là hướng dẫn các bạn viết các cái báo cáo thực tập. Tôi cũng không biết là cái slide này đã bao giờ các bạn nhìn thấy chưa, hay nói khác là về lịch sử ra đời và phát triển của Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế đã bao giờ các bạn nghe thấy chưa? Các bạn ngồi phía dưới chắc là chúng ta học
chuyên ngành kinh tế đối ngoại hết đúng không ạ? Vâng, nhưng chúng tôi không chỉ có chuyên ngành kinh tế đối ngoại đâu ạ, chúng tôi có các chuyên ngành khác. Từ năm 2008 cho đến năm vừa rồi, chuyên ngành mới nhất mà chúng tôi làm là 2018, và năm nay chúng tôi vừa hoàn thành xong một chương trình và sẽ tuyển sinh vào năm 2022 này. Đấy là chuyên ngành đấy là ngành marketing, chuyên ngành marketing số. Đấy, vào tháng 9 năm 2022 này chúng tôi sẽ bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên. Tuy nhiên thì đối với hệ vừa học vừa làm thì chúng tôi vẫn duy trì một cái chuyên ngành nổi tiếng của trường đại học Ngoại thương từ trước tới giờ, đấy là chuyên ngành kinh tế ngoại thương trước đây và bây giờ là kinh tế đối ngoại nhá, kinh tế đối ngoại đó. Và trong việc của chúng tôi thì cũng có các cái chương trình được giảng dạy bằng tiếng Việt và chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây là hai câu hỏi mà tôi thường đặt ra cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy. Với câu hỏi thứ hai, các bạn có câu trả lời không ạ? Các bạn nghe thấy cái tình huống này bao giờ? Bao giờ chưa? Cái này là tình huống của chính sinh viên chúng tôi. Trong quá khứ thì khi mà chúng tôi có trao đổi với một số bạn sinh viên mà đến khoảng năm thứ hai, năm thứ ba thì gần như là các bạn mất hết cái động lực để học hành. Mất hết động lực để học hành và thậm chí là đến cái đoạn là bạn ấy đang chờ để mà nhà trường coi như là thông báo cho nghỉ học. Đó. Thì khi mà chúng tôi làm việc với các bạn ấy, trao đổi với các bạn ấy, các bạn ấy nói rằng là các bạn ấy chả biết học để làm gì cả. Tiền không, nhà các bạn ấy không có gì ngoài điều kiện. Cho nên là không biết học để làm gì. Lớp viên. Chúng tôi có nói rằng là gì? Phân tích ABC lý thuyết lắm, thế này thế kia lắm, rồi là phải nhìn thế này, phải nhìn thế kia, rồi để xem mình ở đâu mà kiệm. Đấy, thế thì bạn nói, có bạn có nói thế này hả? Cô thầy, bây giờ chúng em thấy ấy, vượt sướng ấy, còn khó là vượt khổ ấy. Thế mình nghiệm ra thì cũng có ý đúng. Đấy, cũng có ý đúng. Các bạn có thấy đúng không ạ? Chắc là cũng đúng. Thế bây giờ nếu các bạn được quyền lựa chọn thì các bạn chọn cái gì? Và các bạn sẽ chọn là vượt sướng hay là vượt khổ ạ? Đúng, vượt sướng hơn vượt khổ. Thế các bạn được lựa chọn thì các bạn chọn cái gì ạ? Vâng, mời lớp trưởng. Còn đối với những người đã có điều kiện kinh tế như cô bảo ấy, là có tiền hết rồi, con em của gia đình giàu có thì vượt sướng, thì ở đây là người ta buộc phải làm tốt hơn bố mẹ người ta. Nếu người ta xác định đúng mục tiêu đúng hướng đi, còn nếu như người ta không xác định được mục tiêu cho bản thân cá nhân mình thì người ta sẽ dẫn tới kiểu bị rồi. Ok, đó là em phân tích tình huống, cảm ơn em phân tích tình huống và em giải thích thêm một chút thế nào là vượt sướng, thế nào là vượt khổ, đúng không? Nhưng câu hỏi của tôi nó khác. Câu hỏi của tôi là nếu em được lựa chọn thì em chọn vượt sướng hay em chọn vượt khổ? Tức là gì? Em lựa chọn em sẽ là người nông dân hay em lựa chọn em là tỷ phú? Để mà vượt sướng đúng không ạ? Ok, thì đấy là câu hỏi của tôi. Thế còn cái mà em vừa nói thì mình đang giải thích cái câu đó ý nghĩa là như thế nào thôi nhá, phân tích là như thế nào thôi. Rồi, ở tất cả những cái này thì tôi nghĩ rằng là hết rồi nhá. Môi trường học tập thì bạn mình rồi sẽ có con rồi thì càng biết hơn. Bây giờ con mình cho vào trường nào học đây? Cho vào trường Việt Nam học hay là cho vào trường quốc tế học? Cho vào trường chuyên hay là cho vào trường bình thường thôi? Thì câu hỏi như vậy thì chắc là tất cả các ông bố và mẹ đều đau đáu khi mà con bắt đầu bước vào tuổi vào lúc 6 tuổi. Môi trường học tập tốt hơn hay là môi trường học tập kém tốt thì sẽ tốt hơn? Tại sao tôi đặt ra những tình huống như vậy? Là bởi vì
tôi suy ra đúng cái trường hợp ở ở gia đình nhà tôi. Tôi có hai đứa con. Đứa đầu tiên thì cho bạn đi vào một cái trường gọi là trường công lập để bạn đi học. Và đứa thứ hai thì mình cho bạn một trường quốc tế. Thế cái đứa thứ nhất thì cũng không biết là nó ghen ghét thì nó cực thì nó thấy là mẹ không yêu nó. Thì nó nói với tôi thế này. Nó nói là mẹ cứ cho nó vào cái trường đấy. Vào cái trường đấy tất cả mọi thứ nó tốt hết rồi. Cho nên nó sẽ không có cái kỹ năng để mà đối phó với những tình huống xấu. Và vì thế thì này, sau này mà nó ra ngoài đời là chắc chắn nó sẽ thiệt thòi hơn con. Bởi vì nó không có kỹ năng gì ạ. Để mà xử lý những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Còn con đây này, con vào cái trường kia, cái trường này là cái môi trường mẹ cứ cho nó kém tốt hơn đi. Nhưng mà cái trường này nó nhiều cái thứ linh tinh lắm. Cho nên là con có kỹ năng để con đối xử với những cái thứ linh tinh đấy. Cho nên chắc chắn sau này con ra ngoài đời là con tốt hơn nó. Đấy, nó lập luận như vậy đấy các bạn ạ. Vậy thì các bạn thấy lập luận của nó có thuyết phục, nghe có thuyết phục đúng không ạ? Đó, thế thì những cái đấy là những cái mà các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ phải nhìn vào cái đấy để chúng ta đưa ra quan điểm của chúng ta. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ phải rèn luyện một cái tư duy gọi là tư duy phản biện nhá. Tư duy phản biện tức là nhìn vào đâu là mình cũng thấy những cái điểm nó chưa phù hợp. Đấy, thế thì khi mà các bạn có một cái tư duy phản biện như thế thì các bạn cũng sẽ thiết kế cho mình được những cái logic của một vấn đề nào đấy hoặc những cái kết cấu một cách mạch lạc hơn cho một cái vấn đề mà các bạn muốn nghiên cứu. Được chưa? Thế thì cái kỹ năng đấy cũng là một trong số những kỹ năng mà chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn trong môn học này. Ok. Các bạn vào học kinh tế đúng không ạ? Chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái chuẩn đầu ra của chúng tôi các bạn chắc là cũng nên biết. Vậy đã bạn nào biết cái chuẩn đầu ra của chương trình kinh tế đối ngoại là gì chưa? Chương trình mà mình đang học đây này. Ai có ai có để ý không ạ? Cái chuẩn đầu ra cũng như các cái môn học về lộ trình thứ đấy. Đúng rồi. Ok, cảm ơn em. Em nhìn cái chuẩn đầu ra đấy, em có nghĩ rằng là sau khi mình học xong chương trình này thì mình sẽ đi theo nghề này hay không? Hoặc là mình đang làm ở chỗ này rồi, mình học cái này xong mình sẽ chuyển sang một cái chỗ khác nó phù hợp với cái chuẩn đầu ra đó hay không? Tức là đúng cái định hướng nghề nghiệp của mình. Thế. Thì đây cũng là một cái test mà chúng ta sẽ không có thời gian làm ở đây nhá. Vì là chúng ta có rất là nhiều nội dung, các thầy cô nói chung là rất là ambitious, rất là khao khát để muốn trao đổi với các bạn. Cho nên là phần này thì tôi đề nghị các bạn về nhà tự làm cái test này nhá. Đã bao giờ các bạn nghe thấy cái Holland test này hay chưa? Đã bao giờ nghe chưa? Cái Holland test này nó giống như là người ta hỏi chúng ta bằng một số câu hỏi và sau đấy thì chúng ta trả lời. Chúng ta trả lời xong và sẽ có một cái bảng người ta chỉ để chúng ta xem là với cái tính cách của chúng ta như thế thì nghề nghiệp của chúng ta đã phù hợp hay chưa, hay là chúng ta sẽ phù hợp với cái nghề nghiệp nào trong tương lai nhá. Các bạn thử làm đi và người ta còn khuyên chúng ta ấy, cái test này ấy, là chúng ta sẽ làm hàng năm ấy, làm hàng năm để xem là mình có thay đổi với nó đột ngột hay không liên quan tới cái định hướng nghề nghiệp của mình, thì tôi nghĩ cũng là một thứ gì chúng ta có thể tham khảo được nhá. Và khi mà chúng tôi nghĩ là với lớp mình nó cũng không sai đâu ạ. Chúng tôi làm cái test này cho các bạn sinh viên ở trên lớp ấy. Tức là chúng tôi cũng để cho các bạn khoảng 10 phút để các bạn làm cái test này. 10 phút để làm cái test này thì cũng nhận thấy một cái điều rằng số bạn phù hợp với cái mục là ở cái bảng B này. Tức là kiểu người có cái chữ S kìa. Đông hay là không đông ạ? Đồng nhất, chính xác, đồng nhất. Đấy, nhá. Còn cái kiểu người mà có chữ A kìa thì nó ít hơn. Ít hơn rất là nhiều luôn và gần như là nó cũng ở cái nhóm là ít nhất. Đấy. Thì cũng để cho chúng ta thấy rằng là có một cái xác suất đúng nhất định nào đấy. Nhá. Đấy, thì đấy là một cái là các bạn có thể làm này. Và tất nhiên đối với sinh viên mà bậc đại học ấy thì khi các bạn ấy làm test xong thì cũng lung túng đấy. Lung túng ở chỗ là gì? Có những bạn là gì? Vào trường đại học ngoại thương nhưng mà thấy rằng là ôi thôi chết rồi, mình vào đại học ngoại thương nhưng mà hình như mình lại làm ca sĩ cơ. Chứ lại không phải là sẽ làm doanh nhân.
hoặc là vào trường đại học ngoại thương thì có khi mình đi làm cô giáo mầm non kiểu như thế nha, cho nên cũng rất là lo lắng như vậy. Thì bây giờ xử lý thế nào đây? Rồi, một số cái thông tin về môn học nhá, một số cái thông tin về môn học như thế này. Thì nếu các bạn nhìn nhanh cái slide này, các bạn nhìn nhanh cái slide này thì các bạn có ý kiến gì không? Nào, và tôi nói luôn nhé, các bạn có nhìn thấy cái điểm gì nó bất thường ở trong cái slide này không? Nó chưa hợp lý trong cái slide này không? Nhanh, chúng ta còn chuyển sang cái khác. Nào các bạn online nào, các bạn có nhìn thấy gì không? Dạ có thấy slide của ạ. Rồi, có thấy điểm bất thường ở trong slide không? Mọi người sẽ nghĩ ra cái phát triển kỹ năng tình nghiệp là một môn phụ nó không cần thiết, tuy nhiên thì thực ra thì đây là một môn bắt buộc cho thấy ra cái việc định hướng nghề nghiệp và cái tương lai của mình rất là quan trọng. Rồi, các bạn online có bạn nào vừa nói nhỉ, cô chưa nghe thấy. Các bạn nữ nào vừa nói đó, nói lại cô nghe. Cô em thấy có cái thông báo ấy, thì cô ẩn đi đúng không ạ? Tại vì nãy nó vừa che mất chữ ấy. Cô di chuyển đi chỗ khác rồi đấy, em có nhìn thấy không? Ok. Như vậy là chữ màu đỏ là mình phát hiện ra rồi. Bởi vì tôi cũng ghi nó thành màu đỏ và tôi cũng im nghiêm để thu hút sự chú ý của mọi người. Còn cái gì nữa không ạ? Lại là chữ màu xanh. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Nó bất thường ở chỗ nào ạ? Theo em thì là Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế thì nó có rất nhiều bộ môn. Là em không rõ được là cái bộ môn này là bộ môn nào của cô. Rất là cảm ơn em. Nhận xét hoàn toàn chính xác luôn. Nhớ, nhận xét hoàn toàn chính xác luôn. Cảm ơn em. Yeah. Đúng rồi đấy. Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế có 7 bộ môn. Mỗi bộ môn phụ trách một hoặc là nhiều môn học khác nhau. Và đây là một trong những môn học như thế. Thế thì bộ môn thì phụ trách về mặt chuyên môn cụ thể. Thế tại sao lại là cả một viện lại phụ trách một môn học? Vô lý không? Vô lý. Đó, về mặt cung từ, về mặt ngữ nghĩa là sai rồi. Đó, hoàn toàn sai. Thế nhưng mà chúng tôi có cái lý do ở đây, ở chỗ là môn mới là chúng tôi không giao được cái môn này một cách khoa học nhất cho một bộ môn nào. Một cái điểm nữa là rất nhiều thầy cô cùng tham gia vào giảng dạy cái môn học này, cho nên cuối cùng là ban lãnh đạo viện bảo mình quyết định là cả viện dạy cái môn này. Đấy, cả viện dạy cái môn này, cho nên là ghi như thế này đi. Mà ghi như thế này thì cũng chưa thấy trung tâm đảm bảo chất lượng của nhà trường có ý kiến gì cả, cho nên là vẫn cứ để tạm thế đó nhá. Thế còn cái từ bắt buộc mà bạn nữ có vừa có ý kiến ấy thì tôi giải thích luôn nhá. Cái này các bạn cũng lưu ý này, mỗi khi chúng ta có một môn học mới thì bao giờ các thầy cô buổi đầu tiên cũng sẽ phải giới thiệu cho các bạn về môn học đó nhá, về môn học đó. Còn nếu các thầy cô không giới thiệu được, các bạn có ý kiến luôn nhá. Đấy, giới thiệu môn học mới mình biết là cái gì chứ. Thế thì bắt buộc ở đây có nghĩa rằng cái học phần này là học phần bắt buộc chứ không phải học phần tự chọn trong chương trình của các bạn. Đấy chưa? Nhớ, học phần bắt buộc chứ không phải tự chọn. Còn cái học phần tự chọn này thì nó sẽ nằm trong một loạt các cái môn học thế này. Và ví dụ là chỉ có 10 cái môn tự chọn, các bạn chọn lấy 2. Đấy, thế thì lúc đấy chúng tôi sẽ ghi là học phần ở đây là tự chọn, nó là như thế. Nhớ, còn bắt buộc tức là được. Không có chuyện tự chọn, học là học. Đấy, còn nó sẽ có những cái môn học mà chúng tôi xếp vào cái nhóm gọi là các môn học tự chọn, thì lúc đấy chúng ta mới chọn. Thế thì môn học này nó không nằm trong cái nhóm đấy, mà môn học này nó nằm trong cái phần gì? Bắt buộc phải học. Được chưa? Nhớ. Ok. Thế thì nói vui vậy thôi, nhưng mà cũng là để cho các bạn thấy là chúng ta liên tục phải rèn luyện cái kỹ năng phản biện là như vậy. Ok. Đấy.
Tiếp này. Chúng tôi cũng biết rằng là từ đầu vào trường đến bây giờ thì chủ yếu là các bạn làm việc với cái đơn vị hành chính của các bạn ấy là thầy Hoàng này, rồi là cô Nga này, thì đó. Thế còn các bạn cũng chắc là bây giờ mới gặp chúng tôi thôi nhá. Nhưng về mặt chuyên môn thì chúng tôi phụ trách cái chương trình này, cho nên nếu như các bạn có bất kể một vấn đề gì thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Và về vị trí địa lý ấy, thì văn phòng viện hay nói khác là cái khuôn viên của Viện Kinh tế và Kinh tế Quốc tế nó ở tầng 2 nhà B. Các bạn có biết nhà B là nhà nào không? Bên này. Bên này đi ra ngoài đường đó. Ok. Song song với cái tòa này. Ở bên kia. Nhớ chưa? Nhà B ở tầng 2 nhà B và ở đầu hồi của tầng 2 nhà B. Và như thế thì các bạn lên cầu thang, các bạn rẽ trái rẽ phải. Chắc chưa biết rồi. Thôi từ từ đúng không? Ok. Tiếp này. Về cái phần mô tả học phần này thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn nhé. Ở đây nhiều chữ lắm, chắc nó cũng hết rồi. Chữ không biết rồi. Nhá. Thế nhưng cái chữ màu đỏ ấy là cái chữ mà chúng tôi cũng hy vọng là các bạn có thể phát hiện ra được, xem là cái nghề nghiệp của cái chương trình kinh tế đối ngoại này nó sẽ là những nghề nghiệp gì phù hợp chưa, và ngành kinh tế hay là ngành kinh doanh của Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế thì chúng tôi định hướng là kinh tế ứng dụng chứ không phải kinh tế lý thuyết. Kinh doanh cũng là kinh doanh ứng dụng chứ không phải kinh doanh lý thuyết nhá. Ứng dụng tức là chúng tôi tập trung vào các vấn đề của các tổ chức, tập trung vào các vấn đề của các doanh nghiệp để chúng tôi xử lý. Rồi, về mục tiêu của học phần, tức là của cái môn học này, tức là cái chuẩn đầu ra của môn học nhé. Và cái chuẩn đầu ra của môn học thì nó sẽ liên quan tới chuẩn đầu ra của các môn chương trình đào tạo. Ba cái chữ này chắc là các bạn quen rồi đúng không? Quen chưa? Ok, vậy theo các bạn, chữ nào quan trọng hơn? SAS hay là AS? Cho tôi ý kiến, cho tôi cái lập luận xem là tại sao chữ AS quan trọng hơn. Nào, có ai có ý kiến không? Theo em AS quan trọng hơn. Vâng, mời em đi, em nói đi. Tại vì trước một việc gì đấy thì trước đây mình phải tỏ ra một cái thái độ tốt, ví dụ như là thái độ tích cực, hay là nhìn tức là một thái độ tốt với đối phương kiểu kiểu đấy, thì sau đó thì mình mới dùng những cái kỹ năng và kiến thức để hoàn thành cái công việc đấy, hoặc là để xử lý với giải quyết cái công việc đấy. Thì em nghĩ là trước khi xử lý hay là giải quyết một công việc gì đấy thì cái thái độ với cái việc mà mình đối mặt thì nó quan trọng hơn, rồi mới dùng đến kỹ năng và kiến thức. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi, mời bạn nữ đi. Ok, mời đi. Mọi người đi sao về việc thì mọi người hay nói là nhiệt tình không tốt và nó lại. Ok. Chúng ta lại hơi đi dài, thôi cô phải kéo các bạn lại thôi. Yeah. Rồi. Kiến thức, kỹ năng và thái độ là những cái mà chúng tôi đang đặt ra trong cái chuẩn đầu ra của mỗi một học phần và chuẩn đầu ra của cả một chương trình đào tạo. Và với mỗi một cái chuẩn đầu ra này thì chúng tôi lại có những cái nhỏ nhỏ bên trong này. Nhưng cái nhỏ này thì nói sau, thì nói cái lớn trước là chữ AS quan trọng hơn hay là chữ AS class quan trọng hơn. Thì nếu như các bạn là sinh viên chính quy giống như hai bạn ở trên này thì chúng tôi nói thẳng luôn là với các bạn là chúng tôi kỳ vọng chữ AS A S K. Nhưng với các lớp buổi tối như này ấy, và đặc biệt các bạn lại là người đi làm rồi, thì chúng tôi sẽ gạt cái chữ A sang một chỗ, nó ở phía đằng sau hơn một chút. Thì với các bạn, chúng tôi lại sẽ đặt chữ gì? Chữ K lên trước. Sau đó có thể đến chữ
S hoặc là chữ A. Đấy, thế nhưng mà chúng tôi sẽ đặt chữ K lên đầu tiên. Tại sao lại chữ K lên đầu tiên? Các bạn đi làm rồi, các bạn đã tích lũy được rất là nhiều kỹ năng và thái độ rồi. Thế giờ các bạn đến đây làm gì? Các bạn đến đây học kiến thức chứ, đúng không? Học kỹ năng, học thái độ làm gì? Kỹ năng của em giới thiệu, em kỹ năng thuyết trình của em cực kỳ tốt, kỹ năng vi tính của em siêu luôn. Không cần học, nhưng mà cái em học là kiến thức chuyên môn, ở đây cô cho em như này, đúng không? Nhớ. Nhưng với sinh viên chính quy thì chúng tôi lại đặt chữ gì? Chữ A lên đầu tiên. Trong quá khứ chúng tôi đã mất rất là nhiều thời gian để mà phải sửa một cái mà không tốt với sinh viên ngoại thương. Đấy là sinh viên ngoại thương rất là chảnh. Các bạn có nghe không ạ? Sinh viên ngoại thương rất hay nhảy việc. Mà thậm chí là có những doanh nghiệp là cựu sinh viên của ngoại thương làm lãnh đạo, mà họ đã phải nói rằng từ giờ trở đi họ không tuyển sinh viên đại học ngoại thương. Nó sao mà? Sao xa chứ? Họ tuyên bố như thế. Mà thậm chí còn lên báo âm mỹ một thời gian lên, tức là con dâu, con sâu gọi là làm giàu nồi canh nhá. Một người vậy, nhưng mà cái tiếng xấu ấy nó lan truyền nhanh lắm. Và chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian để chúng ta sửa cái đó. Thế thì từ đấy là chúng tôi phải thổi vào thế này, phải cho cái chữ A lên đầu tiên. Để mà nói chuyện với các bạn. Ok. Kỹ năng rất là nhiều thứ ạ, rất là nhiều thứ nhá. Và tôi nghĩ rằng với các bạn, những người đi làm ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái kỹ năng cuối cùng ấy chắc là cũng là một thứ mà các bạn thấy là có giá trị với mình. Vì thực ra các bạn đi làm rồi, xong các bạn lại đi học, xong các bạn lại có cuộc sống riêng của mình ở bên cạnh ấy, thì đôi khi cực kỳ là áp lực. Áp lực không ạ? Có ai có thấy áp lực không? Áp lực vì sao ạ? Vì sếp mắng này, vì chồng, vì con này, nói mãi không nghe, vì vợ này. Bảo làm cái này các bạn làm ngược lại kiểu như thế. Áp lực mà. Đấy, áp lực cái đó. Cho nên là xử lý khủng hoảng như thế nào, có chịu được áp lực hay không? Là cái này thì chúng tôi nghĩ là bình thường thôi, cuộc sống mà. Cho nên ai mà có kỹ năng tốt thì sẽ vượt qua thôi. Chứ còn tôi phải nói thật với các bạn là các bạn càng sống nhiều tuổi thì các bạn sẽ càng thấy nhiều cái ví dụ và nhiều cái hoàn cảnh nó trớ trêu. Mà mình cứ ở ngoài, mình cứ tuyên bố xem lờn là tại sao lại như thế? Thì làm khác đi chứ. Đấy, tức là người ta đang không vượt qua được cái khủng hoảng của người ta trong cuộc sống. VUCA là một từ không phải là mới nữa. Có bạn nào không biết từ này không? Bạn nam không biết từ này. Có ai không biết nữa không? Còn lại là biết hết đúng không? Em không biết ạ. Em không biết, ok. Còn lại là biết hết đúng không? Em cũng không biết cô ạ. Thôi, cảm ơn em. Em không biết. Cô đang nhìn ở trên cái lớp trực tiếp này để xem là còn những bạn nào không biết đưa tay hộ tôi thì chỉ có một số lắc lắc cánh tay tôi lên thôi. Và như thế đồng nghĩa với việc thì cánh tay không đưa lên là biết rất rõ. Có phải đấy không ạ? Đó. Cho nên đây là một cái mà tôi nghĩ là chắc là không đúng như thế đâu. Những bạn mà không đưa tay lên, có đúng là các bạn biết hết không? Cô cao hơn là gì? Hãy lắc đầu kìa. Lắc đầu đúng nhất là đưa tay là không đưa tay. Cho nên là tôi nghĩ rằng là các bạn tập trung hộ tôi một chút nhé. Những cái mà các bạn giao tiếp với thầy cô ấy sẽ là động lực để cho thầy cô người ta giảng bài tốt hơn. Thế thì các bạn biết thì các bạn đưa tay hộ, mà các bạn không biết thì các bạn không đưa tay thì bình thường. Thế nhưng mà nếu các bạn không đưa tay thì người ta có thể hỏi các bạn. Và như thế thì chúng tôi kết luận luôn các bạn là người mà rất là bàng quang cuộc sống. Xung quanh mình xảy ra cái gì không quan tâm. Đến đi học để chơi mà. Đi học để ngắm nghiêng thôi. Nhớ, thì tôi nghĩ là hơi phí thời gian. Các kỹ năng cần thiết của thế kỷ thứ 21. Nhớ, cái này các bạn có thể tự đọc rất là nhiều thông tin. Để trong số những kỹ năng này, đó về em, trong số những kỹ năng này, các bạn thử nhìn nhanh hộ tôi xem có kỹ năng nào mà các bạn thấy là các bạn rất là giỏi không?
Và có cái kỹ năng nào mà các bạn thấy rằng là mình không thể có được kỹ năng đó? Em thưa cô ạ. Em nói đi. Dạ vâng ạ. Cô em thắc mắc là cái phần là cái trí tuệ cảm xúc ấy thì nó thiên hướng về là cái nội tâm của mình ở bên trong hay là còn về cái gì nữa không ạ? Rồi, cảm ơn em. Các bạn nào giải thích được không? Nào giải thích được. Bạn hỏi về trí tuệ cảm xúc. Em thưa cô ạ. Ok, em nói đi. Theo em thì trí tuệ cảm xúc nó có phải là cái cách mình kiểm soát cái cảm xúc của mình không ạ? Rồi, đúng rồi đấy. Trí tuệ cảm xúc là cái cách mình kiểm soát cảm xúc của mình, và cái đấy là một cái cực kỳ là khó. Đúng không ạ? Và nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều những kỹ năng khác nữa, ví dụ như kỹ năng xử lý khủng hoảng, kỹ năng quản trị sự thay đổi. Đấy. Và ngày nay người ta nói rất là nhiều cái trí tuệ cảm xúc. Bây giờ các bạn đi làm, thế xong người giám đốc thì người ta cũng đang bực mình bởi vì là doanh số thì chưa đạt. Thế là người ta nhìn thấy mình, thế là người ta trợn mắt, người ta quát. Người ta quát, thế là mình về nhà mình khóc tung tu, xong hôm sau mình nộp đơn xin nghỉ việc được không? Đấy, nhá, trí tuệ cảm xúc là ở chỗ đấy đấy ạ. Ở chỗ đấy đấy. Vì thế nếu như các bạn làm lãnh đạo doanh nghiệp ấy, thì các bạn phải càng kiểm soát được cái này tốt bao nhiêu ấy, thì các bạn sẽ càng giữ được người tài được bao nhiêu. Cho nên nó có những cái người mà người ta gọi là người gì, nó nói cho sướng mồm á, sướng thế. Nói cho sướng mồm tức là gì? Người ta nói người ta không cần nghĩ là cái lời nói của người ta ảnh hưởng tới người nghe như thế nào, không cần biết đó nhá. Và người ta cũng không cần biết hậu quả nó sẽ là cái gì. Thì thử xem mình có phải là người như vậy hay không. Đấy, trí tuệ cảm xúc. Ok, cái này thì chắc là cô sẽ phải qua thôi nhá. Có thể cô sẽ nói với các bạn rất là nhiều trong môn học này. Về thái độ, ở đây chúng tôi cũng được gây nhiều lắm. Rất nhiều luôn. Các bạn xem còn thiếu cái thái độ nào không? Còn thiếu cái nào cần để thay thay vào đây nữa không? Thì chúng tôi ra soát sửa đổi môn học. Ok, một trong những cái thái độ mà tôi nghĩ rằng là vô cùng quan trọng đấy là tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng người khác và tôn trọng lẫn nhau. Và cái đấy nó đúng trong mọi hoàn cảnh. Trong mọi hoàn cảnh, trong công việc của các bạn, trong cuộc sống của các bạn, trong đối xử với gia đình của các bạn nhá. Và tất nhiên thì các bạn cũng sẽ thấy rằng cái này nó không phải chỉ ở trong ở ngay xung quanh chúng ta đâu, mà trên thế giới người ta cũng nói mãi rồi. Các nước phải làm sao tôn trọng đi chủ quyền của nhau. Thế không tôn trọng thì sao? Để xung đột ạ. Xung đột, xung đột. Và hiện nay thì xung đột nhiều không ạ? Nhiều chưa? À. Chiến tranh, thương mại, giữa hai bên, chiến tranh thương mại, Mỹ Trung Quốc. Ok, giữa Mỹ với Trung Quốc nhá. Thế và bây giờ thì thế giới đang lo lắng về chiến tranh của ai với ai? Vâng, rồi là các bạn cũng theo thực sự là phép đấy. Đôi khi những cái đấy nó cũng làm cho chúng ta cho cái tinh thần của chúng ta nói khác là cho cái phần gọi là trí thức của chúng ta nó được cải thiện nhá. Rồi những vấn đề đặt ra cho đào tạo nhân lực ở bậc đại học đối với chuyên ngành kinh tế đối ngoại của chúng tôi. Thế thì những cái này là những cái mà nó có vẻ là đúng hơn với các bạn mà chưa đi làm nhá, chưa đi làm thì các bạn vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Thế còn với các anh các chị mà đi làm rồi thì tôi nghĩ rằng là sự lựa chọn nó không quá nhiều. Ok, đây là cái trụ cột học của UNESCO. Và vừa nãy thì bạn nào đó ở đầu cầu online thì cũng đã nói rồi nhá. Những cái hình mà các bạn nhìn thấy ở đây thì cũng sẽ đúng cho các bạn sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy, tức là các em mới chưa đi làm rồi. Ở trường đại học Ngoại thương thì chúng tôi có nhiều câu lạc bộ lắm, cho nên là chúng tôi vẫn trêu rằng là khi để làm thành viên một câu lạc bộ ấy, có khi nó còn khó hơn rất là nhiều so với trở thành sinh viên của trường đại học Ngoại thương.
Với chương trình đào tạo thì chúng tôi có 3 chương trình chính như thế này. Và một trong 3 chương trình đấy là các bạn đang học ở đây, là kinh tế đối ngoại. Nha, kinh tế đối ngoại thì chắc là cũng xin phép là sẽ không chia sẻ cái phần chương trình. Nếu như các bạn nào còn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ lại với cô Trang sẽ là cô giáo mà phụ trách cái môn học này nhé. Hoặc các bạn sẽ liên hệ với ban đào tạo của Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế. Chúng tôi đều có website trên cái link website của trường. Về đánh giá kết quả của môn học, đánh giá kết quả với cái học phần này nhé, thì cái công thức 10% này, 30% này hay là 60% này sẽ là một công thức gần như là rất là chung của các môn học ở trường đại học Ngoại thương, theo tỷ lệ là 1, 3 và 6 nhá. 10% điểm danh ở trên lớp và việc mà các bạn tham gia được tích cực vào bài giảng ở trên lớp, thì từ nay đến giờ là cũng thấy là cũng khá nhiều bạn là tham gia vào cái phần mà trao đổi ở đây. Thì hai em trợ giảng ghi hộ cô nhé, tên của anh các chị. Cũng rất là ngạc nhiên và cảm ơn các bạn ở đầu cầu online, là mặc dù là đang bị cách ly như vậy nhưng mà cũng hăng hái phát biểu. 30% là giữa kỳ và chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra giữa kỳ. Cái này cô Trang sẽ làm việc với các bạn. Có thể là một bài trắc nghiệm và có thể là một bài tự luận. Hoặc đâu đó có thể là một số cái bài trắc nghiệm nhỏ nhỏ và gộp lại để lấy 30% cái điểm này. Nhá. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ là 60% thì nguyên tắc 60% là thi kết thúc học phần. Nhưng môn học này thì là một cái môn học mà chúng tôi vẫn nói với các bạn rằng là môn học này là môn học vui vẻ, là môn học thoải mái lắm, môn học rất là linh hoạt. Đấy, cho nên là cái phần thi học phần này, phần thi kết thúc học phần này sẽ được thực hiện bằng một cái dự án làm việc theo nhóm. Và chúng tôi sẽ chia các bạn thành các nhóm khác nhau. Đó, thành các nhóm khác nhau. Một lát nữa thì thầy Ngọc sẽ phụ trách cái phần chia nhóm này. Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong mỗi một nhóm đấy có ít nhất một anh chị đi làm rồi. Nhá. Cho nên là cái danh sách mà thầy Ngọc đang có ở đây thì tại vì trong này thì không có nói rằng là ai đi làm. Có thể là thầy Ngọc sẽ chuyển lại cho các bạn. Để các bạn tích tôi xem là ai đi làm ai chưa nhé, hoặc là bạn nào đi làm rồi thì tích của chúng tôi thì chúng tôi biết là đấy sẽ là nhân tố quan trọng ở trong nhóm. Chủ đề của nhóm là như thế nào thì các bạn suy nghĩ nhé. Chúng ta có thể lựa chọn một cái vấn đề nào đấy liên quan tới xã hội, nhưng mà đừng liên quan lớn. Chúng ta có thể lựa chọn một cái vấn đề nào đấy mà liên quan tới doanh nghiệp của mình cũng được. Chúng ta có thể lựa chọn một cái vấn đề nào đấy của cái trường đại học Ngoại thương này. Khi các bạn nhìn thấy ở đây, tôi lấy ví dụ nhá, ví dụ làm sao để hạn chế cái việc tắc đường ở ngay cổng trường đại học Ngoại thương. Mục đích của chúng tôi khi các bạn làm việc theo nhóm như thế này là để hình thành cho các bạn một cái tư duy, một cái tư duy về nghiên cứu. Thế thì các bạn thể hiện những cái gì các bạn đang học ở đây, ở trong cái dự án đó. Và đến buổi cuối cùng thì các bạn sẽ trình bày cái kết quả của làm việc nhóm đó. Các bạn sẽ có một cái phần slide trình bày và các bạn cũng sẽ có một cái bài tiểu luận để các bạn nộp cho chúng tôi. Và phần đó chúng tôi sẽ đánh giá là 60% ở đây. Nhớ, chúng ta hiểu chưa? Ok, rồi. Phần này thì chúng ta đi học thực tiết rồi. Cho nên tôi hy vọng rằng là sẽ không có vấn đề gì lắm. Nhưng mà cái màu hồng á là cái mà vẫn muốn nhắc lại ha. Đó, các bạn học online thì yên tâm rồi, không nói chuyện được. Nhưng mà học trực tiếp ấy, là cái màu hồng này là cái màu mà chúng tôi luôn luôn là phải viết chữ thật to lên, in thật đậm lên để cho nhìn thấy. Đó. Và chúng tôi cũng thấy rằng cái chỗ này chính là cái mà chúng ta thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau nha. Bạn nào mà không thể ngừng được cái việc nói chuyện đấy, xin mời đi ra ngoài, nhẹ nhàng, lặng lẽ đi ra ngoài, nói chuyện xong chán chê lại vào ngồi lặng lẽ. Đó, xin các bạn đừng nói chuyện, được chưa? Chúng tôi hy vọng các bạn làm được, bởi vì các bạn đều là người đi làm rồi. Đấy. Cho nên là cũng làm tấm gương cho các bạn
mà chưa đi thẳng bao giờ, tức là các em ở các trường đại học khác ấy, nó theo một chúng tôi này. Đây nó giống như là cái vấn nạn của sinh viên Việt Nam hay sao? Khủng khiếp. Vào trong một cái hội trường, người nói thì cứ nói, nhưng người ở dưới nói chuyện cũng cứ nói chuyện. Có thể là cô ở trường đại học ngoại thương thì có nhiều người thì người ta cũng kệ, người ta cứ nói hết 45 phút là người ta đi ra ngoài. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là tôi có thể kệ như thế. Bạn không nghe thì bạn đi ra ngoài. Chán thì bạn lại vào, bạn muốn điểm danh, tôi điểm danh cho bạn. Nhưng nguyên tắc ở đây là tôn trọng lẫn nhau. Nhớ, bạn có tôn trọng chúng tôi thì chúng tôi mới tôn trọng các bạn. Cho nên hãy xử sự với nhau giống như những người lớn. Các bạn quyết định học ở đây, tức là các bạn cũng đã xác định một cái gì đó rồi. Và các bạn cam kết với cái việc học đấy. Và một khi chúng ta cam kết thì nó phải có những quy định của nó. Có những quy định của nó nhá. Thế thì nói ít, hiểu nhiều. Như ví dụ chúng tôi nhá. Những cái buổi sau ấy, không phải là tôi đâu, mà là các thầy cô khác. Và các thầy cô khác thì như tôi nói với các bạn rồi, có những thầy cô ấy, người ta giỏi lắm. Ai nói thì cứ nói chuyện đi. Còn tôi ở bài giảng của tôi chăm chú, tôi rất tập trung vào bài giảng của tôi. Nó nói hết người ta về. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là những người đấy thì không hiểu lắm. Mà chủ yếu là các thầy cô sẽ rất là tâm huyết. Bởi vì cái môn học này chúng tôi đã lựa chọn những thầy cô mà thực sự là tốt để trao đổi với các bạn nhá. Ok, về đây là cái nội dung môn học ấy, mà nó được chia thành 11 buổi ở đây. 11 buổi ở đây nhá. Đấy, thì nó có một cái buổi số 6 ấy kìa. Đây chúng tôi sẽ làm việc lại với chỗ Fedeco và chỗ Thị Hoàn về cái việc xem là đấy nó rơi vào chủ nhật đấy nhá. Thì chúng tôi đang đặt một cái kế hoạch là sẽ mời chuyên gia tới để nói chuyện với các bạn. Sao ạ? Thấy bất ngờ quá hay là thấy ôi dồi ôi chuyên gia đi làm gì, em là chuyên gia đây này. Sao ạ? Anh nhầm nhân quá. Nhầm nhân quá. Vâng. Thì chúng tôi sẽ mời chuyên gia. Thế thì chuyên gia thì đang có hai khả năng. Một là chuyên gia sẽ online, tức là tất cả chúng ta sẽ online hết, coi như là một cái virtual meeting, workshop. Và hai là chúng ta sẽ đến đây để nói chuyện với các bạn giống như là buổi thảo tọa đàm vậy nhá. Thì chúng tôi sẽ để hai cái khả năng như thế này, và chúng tôi sẽ làm việc với Fedeco xem trong tình huống mà online thì có được hay là không. Đấy, thì quyết định của nhà trường thì bây giờ nó online hết rồi mà. Nên bây giờ mình bảo là online thì không biết là nhà trường có đồng ý hay không. Thì cái này chắc là cô Trang sẽ làm việc lại với bên Fedeco và bên đào tạo trực tuyến xong. Tiếp nữa này, phần cái buổi thứ 6 đấy này, xin lỗi, cái buổi số 5 đấy, buổi số 5 nhá, là cái buổi mà sẽ góp ý đề tài cho các bạn. Có vì đề tài cho các bạn thì sẽ cô Trang, có thể Thị Ngọc nữa. Và cái buổi ngày hôm đấy chúng ta sẽ kiểm tra tứ kỳ nhá, kiểm tra tứ kỳ. Thì cái này buổi tối thì chúng tôi sẽ thông báo lại với các bạn sau. Thế thì bây giờ quay trở lại cái dự án ấy kìa. Mỗi một nhóm sẽ phải lựa chọn. Ở đây mình đang có khoảng 89 cộng với 10 là khoảng 90-100. Đúng không ạ? 100 thì mình sẽ chia được khoảng thành 20 nhóm ha. Năm đến 6 bạn đúng không? 5 đến 6 bạn một nhóm đấy. Khoảng như vậy. Thì đâu đó khoảng xấp xỉ 20 nhóm. Đấy. 20 nhóm mà chúng ta sẽ có 20 dự án khác nhau. 20 chủ đề nghiên cứu khác nhau nhé. Thế thì các bạn nghĩ đi. Ngay trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia các bạn thành các nhóm khác nhau đấy. Và nhóm này thì cũng đang ở hai cái khả năng. Hoặc là các bạn tự nhận nhóm với nhau. Hoặc là chúng tôi sẽ chia ngẫu nhiên. Nhá, chia ngẫu nhiên. Đấy. Thì nó cũng lại khó. Mình khó cái nhóm các bạn đang online ở đây. Đang online ở đây. Thì một lát nữa chắc là mình sẽ trao đổi lại với lớp trưởng một chút được không? Có mỗi mình em lớp trưởng thôi. Thì em lớp AVB thì là lớp trưởng, còn lớp AVC thì như là các bạn sau học thì học thì liên tục thì em biết là thầy Hoàng đã buộc tiền lớp trưởng. Ok. Thầy Hoàng thì em cũng không biết là thầy Hoàng đã buộc tiền lớp trưởng. Rồi.
Đấy, thế và các bạn thấy nhá, cái buổi số 11 đây này là cái buổi mà chúng ta sẽ thuyết trình cái dự án của chúng ta. Rồi thuyết trình dự án của chúng ta để các bạn cũng sẽ thực hành được những kỹ năng mà các bạn có ở bên trên. Được chưa nào? Nhưng mà nó cũng sẽ gặp phải một cái khó khăn như thế này, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tìm ra cái giải pháp tốt nhất nhé. Tuy nhiên các bạn phải chuẩn bị tinh thần này. Là 20, chúng ta cho là 20 nhóm đi. 20 nhóm ở đây mà thuyết trình trong cái ngày tối ngày thứ tư, tức là tầm như thế này, trong 1-2 tuần tới, 3-4 tuần tới gì đấy, thì có lẽ là sẽ không thể thuyết trình hết được. Cho nên ấy, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn là mỗi một nhóm chúng ta sẽ làm một cái video thuyết trình. Các bạn gửi cho chúng tôi, chúng tôi xem trước, để chúng tôi xem sẽ lấy theo khoảng 5 hoặc là 6 nhóm để thực hiện cái việc thuyết trình vào cái buổi thứ tư này. Và chúng ta sẽ làm cái buổi đấy giống như một cái tọa đàm. Giống như một tọa đàm, tức là gì? Những người không thuyết trình thì sẽ là những người tham dự hội thảo, tham dự tọa đàm. Và các bạn có quyền đặt câu hỏi cho những người đi đang trình bày ở đây. Và tất nhiên các bạn đặt câu hỏi thì chúng tôi cũng phải cộng điểm cho các bạn ở đâu đó. Nhớ. Chứ không phải là em thấy nó cũng hay thì em hỏi thôi, chứ không cần cộng điểm đâu. Không, vẫn có cộng điểm. Nhớ, sẽ có cộng điểm ở đâu đó. Tức là các bạn làm giống như là một cái buổi tọa đàm nhỏ nhỏ của trong phạm vi của lớp mình, với 6 hoặc là 5 cái chủ đề khác nhau. Nhớ. Cho nên là các bạn cố gắng là làm thật là tốt cái video của mình. Cái video của mình để các bạn gửi cho chúng tôi, thì sẽ có cái đường link để hướng dẫn các bạn. Thì cái này hai em trợ giảng các bạn sẽ thông báo lại với các bạn xem là chúng ta sẽ tổ chức như thế nào. Nhớ, cái tinh thần là như vậy. Thì cái buổi ngày 11 đấy kìa, buổi thứ tư của buổi 11 là chúng ta sẽ chỉ có 5 hoặc 6 nhóm để thuyết trình thôi, thì sẽ có nhiều thời gian hơn để thuyết trình. Thay vì cái việc là 20 nhóm thì thuyết trình xong rồi chẳng có ai hỏi rồi. 20 nhóm thuyết trình xong rồi đi về thôi. Nhớ. Thì các bạn cố gắng làm tốt, bởi vì là có thể chúng tôi sẽ chọn 3 nhóm thuyết trình có vẻ là tốt nhất, rồi là 3 nhóm thuyết trình có vẻ là không tốt nhất. Để chúng ta so sánh đi nhá. Mà tóm lại là cố gắng là phải làm tốt nhất rồi. Được chưa? Ok. Thế thì đấy là cái phần giới thiệu về 11 buổi học của các bạn nhé. Thì các bạn có câu hỏi gì không? Đấy. Thì nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ lại tiếp sang một cái phần nữa là tổng quan về nghề. Nhớ, tổng quan về nghề nghiệp trong cái lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Tôi sẽ xin thầy Ngọc thêm khoảng 10 phút nữa nhé. Thì cái này nói rất là nhanh thôi, vì nó cũng không có gì là khó cả. Nó chỉ mang tính chất là tổng hợp lại để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan thôi. Thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta đi học như thế này, mà lại học cái lĩnh vực là kinh tế đối ngoại, thì có những cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là xuất phát từ cái sự tò mò. Xuất phát từ sự tò mò để chúng ta xem là nó là cái gì, và chúng ta tự đi tìm hiểu. Và khi các bạn tự đi tìm hiểu thì chắc chắn các bạn sẽ nhớ lâu hơn. Các bạn tự đi tìm hiểu thì khi các bạn nghe chúng tôi nói thì các bạn mới và các bạn mới thấy nó hay. Nhớ. Đấy. Một nước phát triển hay là không phát triển được thể hiện bằng những tiêu chí gì? Mỹ phát triển hơn Việt Nam. Vậy nó phát triển hơn Việt Nam thì cái gì mà lại bảo là nó phát triển hơn Việt Nam? Thu nhập bình quân đầu người. Đúng rồi ạ. Gì nữa? Cái gì ạ? Em nói to lên được không? Khoa học kỹ thuật ạ. Khoa học kỹ thuật thì không xác định được nhỉ. Tiêu chí là nó phải thể hiện bằng cái số ấy, số lượng ấy. Đúng không? Thì mới so sánh nó, nhìn nó như vậy. Còn khoa học kỹ thuật ví dụ như nó số bằng phát minh sáng chế thì ok. Đấy, tức là nó phải thể hiện bằng cái gì đó. Tiếp những câu hỏi khác. Hoạt động ngoại thương của một quốc gia thì tiêu chí nào thể hiện cái hoạt động ngoại thương của một quốc gia là tốt hay là không tốt? Hoạt động ngoại thương của nước này tốt hơn hoạt động ngoại thương của nước kia? Thế rồi là gì ạ? Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hay là đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài là như thế nào? Nhá. Gì nữa? GDP là một cái chỉ số mà vừa nãy các bạn không nói, nhưng đấy là một trong những chỉ tiêu mà người ta nhìn thấy rất là dễ để mà nói rằng là gì? Việt Nam GDP là kém Trung Quốc cho nên phát triển chưa bằng Trung Quốc. Nhớ, nước là nhỏ hơn Trung Quốc, ý là như vậy. Thì của Việt Nam là như thế nào? Thưa tôi là gì ạ? Chúng ta nói kinh tế đối ngoại mà.
Thì tôi nghĩ rằng là các bạn luôn luôn phải tò mò rằng ngoại thương của Việt Nam là như thế nào. Thế thì mấy hôm vừa rồi Tết cứ suốt ngày chiếu con đường nông sản đấy. Con đường nông sản là ra làm sao? Có xuất khẩu không? Nói cách khác là trong cái ngoại thương của Việt Nam ấy thì chúng ta xuất khẩu cái gì? Đấy, xuất khẩu cái gì? Tỷ lệ xuất khẩu của mỗi cái phần đấy là bao nhiêu? Nông sản là bao nhiêu? Thủy sản là bao nhiêu? Công nghiệp là bao nhiêu? Dịch vụ là bao nhiêu? Nó nằm ở trong đó. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam các năm vừa qua nó là bao nhiêu? 2 năm vừa rồi đại dịch, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có giảm đi hay là không? Và tại sao lại giảm đi? Tại sao lại tăng lên? Nhưng mà có lẽ chúng ta lại chưa quen với cái việc là gì ạ? Đầu tư vào Việt Nam giảm nước ngoài. Bây giờ các doanh nghiệp của mình cũng giỏi lắm, rất là giỏi đấy ạ. Rất nhiều doanh nghiệp người ta thực sự là giỏi, là người ta còn đem tiền của mình người ta đầu tư sang những nước ở bên ngoài cơ. Và các bạn có biết là doanh nghiệp nào ở Việt Nam đầu tư ra nước ngoài lớn nhất không? Viettel. Đúng rồi, Viettel ạ. Đó. Viettel ạ. Ngoài Viettel ra thì có doanh nghiệp tư nhân nào của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài lớn nhất? Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai. Đúng rồi ạ. Cảm ơn em. Việt Nam có bao nhiêu doanh nghiệp? Nhiều thì đúng là nhiều thôi. Bao nhiêu doanh nghiệp ạ? Có con số không? Đó. Thì có con số thế nhưng mà tôi cũng biết có những bạn ấy đọc xong con số đấy cũng chả biết là nhiều ý. Đó. Không biết là nhiều đấy ý. Thế rồi ở trong số các doanh nghiệp của Việt Nam thì phân loại doanh nghiệp nào là doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp là có bao nhiêu doanh nghiệp sản xuất, có bao nhiêu doanh nghiệp dịch vụ. Thế thì dịch vụ thì có bao nhiêu doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, có bao nhiêu doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, có bao nhiêu doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, vân vân. Rất là nhiều thứ. Để các bạn thấy rằng là ô cái người mà quản lý vĩ mô ấy vất vả nhỉ. Vất vả không ạ? Quản lý bao nhiêu thứ này mà trong một cái nền kinh tế. Đấy, và học kinh tế nước ngoài thì cũng ta làm quản lý vĩ mô đấy các bạn ạ. Xu hướng của thương mại quốc tế là như thế nào đấy? Xu hướng bảo hộ mậu dịch hay là xu hướng tự do hóa? Nhớ, mục đích của WTO là bảo hộ mậu dịch hay là tự do hóa thương mại? WTO là gì ạ? Quá dễ, đúng không? Bộ Y tế đấy ạ. Vâng, AEC là gì? WTO thì biết rồi, World Trade Organization. AEC là gì ạ? Tôi đang đọc từ tiếng Việt đấy. Chữ A là ASEAN. Đồng kinh tế ạ. Cộng đồng kinh tế ASEAN ạ. Cộng đồng kinh tế ASEAN. Và các bạn đang sống trong... các bạn đang sống trong cái cộng đồng kinh tế ASEAN đó, phải các bạn có biết nó là cái gì hay không? Đấy, nhá. Rồi, phát triển xanh là như thế nào? Phát triển bền vững có khác gì với phát triển xanh hay không? Chiến tranh thương mại chúng ta nói rồi. Các hiệp định thương mại đa phương, song phương, rồi là các hiệp định thương mại thế hệ mới là thế nào? Nhá, các hiệp định thương mại thế hệ mới là thế nào? CPTPP hay là EVFTA? Khi mà có hiệu lực thì các bạn có thấy nó tác động đến mình không? Tác động đến mình không? Sao ạ? Có ý nghĩa gì? Tác động gì cả? Có đấy. Các bạn nào hay mua bán online không? Thuế ạ? Vâng. Bạn ngồi ở đây bạn có mua hàng được của một công ty ở bên Úc hoặc là New Zealand không? Bạn là người tiêu dùng cá nhân nhé. Người tiêu dùng cá nhân, không phải là người tiêu dùng doanh nghiệp nhé. Bạn là người tiêu dùng cá nhân, bạn có thể mua một món đồ của một công ty mà cái công ty đấy ở bên Úc hoặc là ở New Zealand. Được không? Đó. Được hay không thì trong CPTPP có quy định. Nhá, thôi nói như vậy thôi. Tìm hiểu tiếp. Nói hết thì lại không thể tò mò nữa. Đây, tiếp. Các mô hình phát triển kinh tế ở trên thế giới có những mô hình phát triển nào? Trước đây khi mà chúng ta có hai cái khối gọi là xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa thì mình nhìn thấy rất là rõ cái mô hình. Nhưng bây giờ cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa nó không còn nữa. Vậy thì còn hai mô hình đó hay không? Một nước cần làm gì để phát triển kinh tế? Có nhỉ? Bây giờ cho các bạn ở vị trí là Bộ trưởng Bộ Công Thương đi. Làm được không? Chưa đủ trình độ ạ.
Ok. Việt Nam có luật ngoại thương không ạ? Có. Có, vâng. Luật quản lý ngoại thương của Việt Nam ra đời năm bao nhiêu ạ? Nhá. Yeah. Rồi, thế rồi các lĩnh vực khác nhau thì rõ ràng có sự quản lý của nhà nước đó các bạn ạ. Nhá, có sự quản lý của nhà nước. Và mỗi một lĩnh vực như thế này thì nhà nước đưa về một bộ để người ta quản lý. Đưa về một bộ để người ta quản lý. Quản lý nhà nước về logistics của Việt Nam ấy, theo các bạn thuộc bộ nào? Thuộc bộ nào ạ? Bộ giao thông vận tải. Bộ giao thông vận tải. Một câu trả lời. Có câu trả lời nào khác không? Bộ kế hoạch và đầu tư. Bộ công thương. Có bộ nào khác nữa không? Vâng, rất là nhiều là bởi vì là lĩnh vực logistics ấy là một cái lĩnh vực mà nó rất là rộng. Thế cho nên là quản lý nhà nước về logistics ấy, về dịch vụ logistics ấy, thì nằm ở Bộ Công Thương. Nhưng mà quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ấy, thì lại nằm ở Bộ gì? Giao thông vận tải. Đấy. Thế rồi là gì ạ? Những cái hoạt động mà liên quan tới xuất nhập khẩu hàng hóa đấy thì lại nằm ở đâu? Bộ nào? Bộ gì ạ? Nói to lên online nào, các bạn đầu cầu online nói to lên xem nào. Cục Hải quan ạ. Tổng cục Hải quan và Tổng cục Hải quan thì họ trực thuộc bộ nào ạ? Bộ Tài chính. Yeah. Okay. Rồi, nhiều lắm, tôi còn nhiều câu hỏi lắm. Thôi, không nói nữa. Rồi, CSA là gì ạ? Thì đúng rồi, nhưng mà ý là như thế nào ạ? Chứ còn ở đây thì nhìn thấy rồi. Cả tiếng Việt và tiếng Anh. À, cho tôi một số cái lĩnh vực mà CSA họ nằm ở trong cái gọi là CSA xem nào. Môi trường ạ. Vấn đề môi trường. Môi trường ạ. Thuế ạ. Ok, thế thế nhưng mà nói thế thì chơi vơi quá nhỉ, nó rất là chơi vơi. Ở đây tức là việc mà các tổ chức phải nộp thuế cho người lao động ấy, thấy chưa? Rồi là doanh nghiệp người ta phải nộp thuế cho gì? Nhà nước, liên quan tới cái việc người ta làm ăn có lãi, người ta phải nộp thuế cho nhà nước. Gì nữa không? Cái gì ạ? Đóng góp vào phúc lợi xã hội bằng cách nào? Chung góp, vâng, đóng góp vào phúc lợi xã hội. Rất là chung. Tạo công ăn việc làm thì không phải ạ. Tạo công ăn việc làm, ok, nó vẫn chung quá. Tạo công ăn việc làm thì thực ra khi mà doanh nghiệp phát triển thì họ sẽ tạo công ăn việc làm rồi. Tốt. Vâng, cái mà em đặt ra một cái tình huống ấy, tôi nghĩ là các bạn cũng nên suy nghĩ đấy ạ. Tạo công ăn việc làm thì là những cái mà chúng ta vẫn kỳ vọng là doanh nghiệp sẽ làm ra. Nhưng bây giờ ấy là robot thay thế con người, vậy thì có tạo thêm công ăn việc làm hay không? Đấy, đặc biệt là với những doanh nghiệp mà ví dụ như người ta sản xuất theo dây chuyền. Và cái dây chuyền đấy ngày xưa thì là có người lao động, và bây giờ có IT ở trong đấy rồi, có robot ở trong đấy rồi, thế là đuổi hết người lao động về quê. Đúng rồi. Cái chỗ đấy sẽ là thách thức, và chính người lao động, người ta phải tự đào tạo mình để phù hợp với gì? Bối cảnh mới. Và đương nhiên trong cái tình huống đấy thì lương người ta chắc chắn là được trả tốt hơn. Trả tốt hơn. Ok. Có mấy cái thứ mà tôi nhìn thấy ra ngay khi mà nói về CSA nhưng mà chưa thấy các bạn đề cập tới. Sao ạ? Các hoạt động. Các hoạt động xã hội. Ví dụ như công ty Honda thì ngày trước hay có lấy chương trình kiểu tức là giao thông với cả chương trình ở Việt Nam để hướng dẫn.
Đúng rồi ạ, các hoạt động xã hội mà có một cái keyword mà tôi chưa thấy. Quỹ từ thiện ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Quỹ từ thiện hay là quỹ thiện nguyện, hoặc là có các hoạt động từ thiện. Đó. Và các doanh nghiệp thì đặc biệt các doanh nghiệp của Nhật chẳng hạn cũng rất là hay vào trường đại học ngoại thương để cho sinh viên trường đại học ngoại thương cái gì ạ? Học bổng. Đấy, học bổng thì đấy là một trong những hoạt động gọi là hoạt động liên quan tới việc họ thực hiện trách nhiệm xã hội. Nhá. Và trên thế giới thì có một cái hệ thống tiêu chí để đánh giá CSA của các doanh nghiệp trên thế giới. Tất nhiên trong top 10 đấy thì toàn những tên tuổi cực kỳ là khủng khiếp thôi. Ví dụ như là IBM, ví dụ như là gì ạ? Apple hay là Walmart đó, hay là Sony, những tên tuổi rất là lớn nằm trong top như vậy nhá. Và ở Việt Nam thì VCCI 2 năm vừa rồi thì tôi không để ý tới, nhưng mà trước đấy thì VCCI là họ cũng có một cái thống kê hàng năm về thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, và người ta cũng có cái bảng đánh giá xem là trong năm vừa rồi thì doanh nghiệp nào có cái chỉ số thực hiện xã hội là cao nhất. Đấy, thì là đấy là ở Việt Nam nhé. Ok, tổng quan về ngành này thì các bạn thấy nhá, ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế ở Việt Nam, thế thì chúng ta có hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, và trong cái hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam thì chúng ta chia ra làm ngành cấp 1 này, ngành cấp 2 này, ngành cấp 3 này, ngành cấp 4 này và ngành cấp 5 nhá. Và những cái ngành này ấy thì nó là cơ sở để cho các doanh nghiệp khi mà thành lập thì họ sẽ gì? Căn cứ vào đấy để họ xem cái mã ngành của họ là mã nào. Đó, thì cái này là cái mà nhà nước người ta phải quản lý như thế này thì người ta mới biết được rằng là sẽ để một cái doanh nghiệp trong một lĩnh vực là sở hữu trí tuệ đi, thì cái mã ngành của họ là bao nhiêu để họ quản lý. Mối quan hệ giữa học tập tại trường và thực tế nghề nghiệp trong ngành ấy, thì tôi nghĩ là cái này nó quá dễ rồi, không quá dễ rồi, không cần phải nói đâu. Và trường đại học ngoại thương thì theo cái định hướng là mô hình trường đại học định hướng ứng dụng, định hướng ứng dụng, và cái chương trình marketing mà chúng tôi sẽ tuyển sinh trong năm 2022 này là theo cái mô hình đào tạo thực chiến, cái mô hình đào tạo thực chiến tức là gần nhiều như là cao đẳng, trung cấp nghề, là các bạn đi ra trường xong là các bạn phải làm sao? Phải làm được ngay. Mà điều này thì không hoàn toàn đúng với đào tạo đại học từ trước tới giờ. Đào tạo đại học là bao giờ nó cũng có cái hàm lượng gọi là hàn lâm nhất định ở trong đấy, cái hàm lượng nhất định ở trong đấy, hàm lượng nghiên cứu nhất định ở trong đấy. Cái nhu cầu trong ngành ấy thì chúng ta có nhu cầu về số lượng và chất lượng, thì cũng phải thú thật với các bạn là về số lượng trong ngành kinh tế thì không có con số thống kê. Chất lượng trong ngành kinh tế và ngành kinh doanh quốc tế thì cũng không có con số thống kê. Nhưng mà đâu đó ở trong một cái lĩnh vực hẹp hơn, ví dụ cái lĩnh vực về marketing chẳng hạn, hay là lĩnh vực logistics chẳng hạn, thì có những nghiên cứu nhỏ hơn. Về lao động thì các bạn biết đấy, chúng ta có thể chia ra là lao động phổ thông và lao động chất lượng cao. Thì hiểu thế nào là lao động phổ thông và hiểu thế nào là lao động chất lượng cao. Thì thông thường cái lao động chất lượng cao thì chúng ta thường nhìn vào cái bậc đại học ấy, tức là cái bậc gọi là bậc học ấy, để chúng ta suy ra đấy là lao động chất lượng cao. Và đấy cũng là một lý do mà tại sao người Việt Nam của chúng ta hiếu học là như thế. Ta nghe chỉ cần học cao đẳng thôi là đi làm lương có thể rất là cao. Thế nhưng mà người ta lại nghĩ rằng nó không sang. Đó. Thế và trong doanh nghiệp ấy thì lại cũng có một cái sự kỳ thị nhất định là người mà học cao đẳng ấy lương này rồi. Nhưng người có bằng đại học thì lương thì có thể nhỉnh hơn một chút. Đấy, nhỉnh hơn một chút. Thế còn ở nước ngoài thì người ta không quan trọng cái việc đấy, bởi vì ở nước ngoài thì rất là nhiều nghề nghiệp ở nước ngoài, các vị trí công việc ở nước ngoài là người ta có cái tiêu chuẩn nghề nghiệp, và nhìn vào cái tiêu chuẩn nghề nghiệp đấy thì là người ta sẽ trả lương. Thị trường nhân lực quốc tế, công dân toàn cầu thì trong môn học của chúng ta sẽ có 2 buổi chúng ta nói về vấn đề này, rồi là AEC cô vừa nói với các bạn nhé. Thì trong cái bối cảnh AEC hay là trong cái cộng đồng kinh tế chung ASEAN đó thì chúng ta có được quyền đi sang các nước khác làm việc không? Đấy, một cách tự do, không cần phải xin visa gì hết, giống như là mình đi ở trong nước mình nhá, có hay không? Không phải tất cả các ngành nhá, không phải tất cả các ngành đều như thế.
Rồi ạ, các cái vị trí nghề nghiệp trong ngành thì chúng ta trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại của chúng ta thì có cả vị trí vĩ mô và vị trí vi mô. Vị trí ở tầm vĩ mô tức là các cái vị trí ở các cơ quan quản lý nhà nước hoặc là các tổ chức công, còn ở tầm vi mô tức là các doanh nghiệp hay là các cái cơ quan nước ngoài, các cơ quan nước ngoài ở Việt Nam như là các đại sứ quán hay là các cái tổ chức NGO tức là gì ạ? Phi chính phủ, đúng không? Đất khác của tự tin. Đúng rồi ạ, luyện tiếng Anh chút nhé. Ok. Thế còn vị trí nghề nghiệp thì các bạn sẽ thấy là cái phần vị trí nghề nghiệp ấy thì thông thường các bạn sinh viên chính quy của chúng tôi khi mà ra trường thì bao giờ phải làm cái vị trí tác nghiệp trước. Nhớ vị trí tác nghiệp tức là những vị trí mà nó cần phải thao tác rất là nhiều, cần phải làm đi làm lại một cái việc rất là nhiều để cho nó quen. Sau đấy thì mới lên cái vị trí cao hơn tức là trưởng nhóm này, trưởng phòng này, chiến thuật, và cao hơn nữa là giám đốc hay là phó giám đốc tức là vị trí gì chiến lược nhá. Yêu cầu cho nguồn nhân lực ở đây ấy, thì như nói với các bạn vừa nãy, ba cái chữ A, K, S ấy, là những cái mà chúng tôi thấy rằng là nó hoàn toàn đúng trong tình huống này. Và mỗi một vị trí nghề nghiệp riêng biệt ấy, thì nó lại có thể có những cái yêu cầu riêng của từng đơn vị khác nhau, từng tổ chức khác nhau. Rồi ạ, và ở đây cái phần định hướng nghề nghiệp ấy, thì chúng tôi cũng không thể quyết định cho các bạn được, mà do cái việc các bạn định hướng bản thân mình, đánh giá năng lực của bản thân mình, xem mình sẽ phù hợp ở vị trí nào, phù hợp với môi trường làm việc như thế nào, môi trường làm việc trong nước hay là môi trường làm việc nước ngoài. Nhưng mà cái mà chúng ta cũng thấy là có vẻ là khó kiểm soát được chính là cái kế hoạch nghề nghiệp của chúng ta. Liệu chúng ta có đưa ra một kế hoạch nghề nghiệp là trong 3 năm tới là tôi sẽ phải làm ở đây, tôi sẽ phải làm ở vị trí này, 5 năm tới tôi sẽ phải làm ở vị trí kia, nó sẽ cao hơn. Liệu mình có đưa ra được kế hoạch như vậy hay không? Đưa ra được kế hoạch rồi ấy, thì là còn việc phải theo được cái kế hoạch đấy. Theo được kế hoạch đấy. Thì cái mà theo kế hoạch ấy là cái mà khó hơn rất là nhiều. Các loại hình tổ chức nghề nghiệp thì chúng ta có doanh nghiệp này, chúng ta có tổ chức xã hội này, chúng ta có các tổ chức công nhá. Tổ chức công tức là liên quan tới nhà nước, liên quan tới chính phủ. Nhưng mà tổ chức công ấy, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là có các cơ quan quản lý ở cấp trung ương và các cơ quan quản lý ở cấp gì ạ? Địa phương. Vâng, thì đây là cái slide cuối cùng mà giới thiệu tổng quan về môn học và về